Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và thưa quý vị một lần nữa mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của anh Kevin Trung Nguyễn từ công ty ATK Choli. Chào Trung. Trung Kevin xin gửi lời kính chào đến quý vị khán giả của đài VNTV và cũng như quý vị khán giả của đài của vùng San Diego. Thưa quý vị, tiếp theo với chương trình lần trước mà anh Trung từ công ty ATK Choli đã giới thiệu với chúng ta có cái tên là Mystic Hair Fiber mà chúng tôi nhận được một cái sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của quý vị khán thính giả không những là tại San Diego mà ở khắp nơi đã gọi đến cho VNTV và mang về cho gia đình của mình, bản thân của mình, bạn bè và người thân một cái lọ hair fiber. Thì ngày hôm nay anh Trung sẽ trở lại để có thể trình bày thêm chi tiết về cái sản phẩm này mà tại sao thật là hay, thật là tốt mà chúng ta ai cũng nên có. Thưa quý vị, mời anh Trung có thể trình bày một cách chi tiết về cái sản phẩm hair fiber này. Dạ, thưa chị thì trước khi mà Trung Kevin sẽ đi vô phần chi tiết của cái sản phẩm này thì cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với lại quý khán thính giả của đài VNTV. Và bởi vì là trong cái thời gian qua thì sau cái talk show đầu tiên, thời gian rất ngắn hả Trung? Dạ đúng rồi. Và Trung Kevin đã và cũng như công ty ATK Jewelry đã nhận được rất là nhiều phản hồi rất là tích cực từ quý khán giả. Và cho cái vòi sản phẩm, dòng sản phẩm của Mystic. Và sau đây thì Trung Kevin sẽ giới thiệu về cái sản phẩm Mystic Fiber. Đây là một cái sản phẩm rất là hay. Nó được gọi giống như là một cái sản phẩm 911. Đây là một cái sản phẩm mà instantly, okay, help. Khi mà đối với những cái quý vị khán giả, đối với những cô bác, anh chị mà có những cái khuyết điểm, ví dụ như là mình bị mất tóc, mất rất là nhiều tóc ở nhất là vùng đỉnh đầu, và thì đây là một cái sản phẩm này giống như là một cái makeup products mà nó có thể khi mà chúng ta rắc lên trên, đây là một cái loại bột tóc fiber mà khi mà chúng ta rắc lên trên tóc của mình, rắc lên trên đầu của mình thì nó sẽ không gây kích ứng da đầu và không gây bất cứ một cái phản ứng phụ nào hết, và nó sẽ làm cho cái tóc của mình nó dày hơn, và khi mà những người khác nhìn vào đó thì người ta không biết là cái vùng đó mình bị mất tóc. Thưa chị, thì là những cái sản phẩm này đó thì nó rất là cần thiết cho tất cả mọi người, thì không chỉ những là và ai cũng có thể xài được, và cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta bù đi những cái phần khuyết điểm trên tóc của mình và nó che đi cái phần khuyết điểm này. Dạ. Và thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm giống như là một cái make up vậy đó, giống như là chị em bạn gái chúng ta khi mà ra ngoài thì bôi son, kẻ mắt, đánh foundation lên, thì khi về nhà chúng ta cũng phải cần rửa đi. Thì nếu mà một người đã xài, khi chúng ta đi party đã bỏ cái fiber này lên thì về có cần phải tắm, có vỡ phải rửa liền không Trung? Còn nếu mà không làm thì có tác hại gì không? Dạ, đây là một cái sản phẩm 100% organic, cho nên nó là nó sẽ không có gây kích ứng da đầu hoặc là gây những cái phản ứng phụ nào hết, cho nên là nó hoàn toàn nó an toàn, và sau khi mà chúng ta gội đi đó thì nó sẽ mất. Dạ vâng. Và nếu mà nói là fiber là những cái sợi bông gòn như vậy thì có khi nào nó rụng xuống tóc, nó làm phiền, thí dụ chúng ta mặc áo trắng giống như là anh Trung ngày hôm nay thì có nó có rụng ra ngoài không anh? Dạ. Hoặc là mình nằm về mình nằm nó có rớt ra gối hay như thế nào? Dạ, những cái sợi fiber này nó rất là hay thưa quý vị. Thì nó sẽ làm cho khi mà bám lên trên cái đầu á thì nó sẽ không có bám vào trong cái da đầu của mình mà nó sẽ bám vào trong tóc. Trong sợi tóc. Cho nên nó sẽ không có rớt xuống khi mà chúng ta mặc những cái đồ trắng hoặc là khi mà chúng ta nằm lên những cái gối trắng. Và cái sản phẩm này đó là lý do tại sao mà cái sản phẩm này được tin dùng được rất là nhiều quý vị đồng hương hưởng ứng. Một lần nữa chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi đến để mà tham khảo miễn phí, hoặc là quý vị muốn mang về cho mình một cái chai hair fiber với giá cả rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay tại VNTV có một cái lọ này là chỉ có 25 đồng thôi thưa quý vị. Và dạ, chúng ta sẽ xài rất là lâu, và khi mở ra xài rồi thì cũng không có bị expire, không có bị hết hạn phải không anh dạ, Trung? Đúng ạ. Dạ vâng, rất là an toàn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và cảm ơn anh Trung từ công ty ATK Choli đã đến với quý khán giả của VNTV.